chào bạn. Hôm nay mình móc cái bô ớt của em này hát bạn. Bô này xe này là mình mới lên full 110 chạy tiếng bô nó bị nghẹt quá bạn ơi. Bây giờ mình móc thông cho nó ha. Mình đề tiếng máy cho bạn nghe nè. À, tiếng máy bị ém quá bạn ơi. Giờ mình móc cho thông ha, móc nhẹ thôi chứ không có móc nổ quá. Móc ra rồi ha, mình gỡ ra ha. Bây giờ mình cắt khúc ha, cắt khúc là mình cắt cái ống tiêu đó, ống tiêu nó ém. Loại bô này là nó ém nó ém tới hai có nó có hai dĩa chặn các bạn, nó có hai vách á, một đen vách nè, là hơi đây chạy vô đây là nó vòng lại nó mới đi ra nè. Máy bô hãng là nó có hai lớp không bạn, máy bô Trung Quốc nhập cái có hai lớp, cái một lớp này. Móc ngay trong cái đã ở trong cái ngay trong cái chặn luôn rồi ha. Bây giờ mình cắt cái chặn này ha. Ta cho bạn coi cái chặn nè, không thấy luôn, tới hưu luôn. Bạn thấy chặn không? Đó chưa? Nè, cái chặn đó đó, mình lấy lửa rồi lọt nó lên đó, đó. Bây giờ mình cắt cái vị chặn đó nha, cái chặn đầu chặn tiêu á. Cắt cái này bằng điện đó bạn. Cái này là nó bịt ống tiêu lại nè các bạn, nó bịt rồi nó chưa lỗ thoát bên đây với lỗ nhỏ đây ha. Giờ mình cắt ra mình bỏ ha. Rồi mình chọn thêm trước mặt đây thêm một hai lỗ nữa bạn. Mình cho nó thông ra. Tại vì loại bô này là nó hơi nó thoát tỏ ra đây nó mới vòng lại ha. Nó vòng lại nó mới đi ra ha.
Rồi cái bô này mình móc vậy rồi các bạn. Rồi giờ mình hàng lại các bạn. Hàng lại là mình bắt vô. Hàng lại là mình bắt vô cho các bạn nghe tiếng bô thử ha. Móc rồi mình hàng lại rồi ha, giờ mình bắt vô đã vô á. Bạn nghe nghe tiếng giòn không? Nghe tiếng giòn tan luôn ha. Bây giờ mình để, mình hệ mát nha. Bạn nghe, nghe tiếng không? Nghe tiếng giòn tan luôn ha. Rồi thôi bây giờ mình về rồi rồi các bạn. Rồi video của tôi móc cái bô XM này rồi các bạn. Thấy không? Cái cục máy mới làm hơi thấy ghê không? Nổ tiếng giòn ngon ha. Rồi thôi video của tôi móc bô không có chiếc bô là nổ ra rồi các bạn. Thôi tạm biệt các bạn ha. Các bạn xem thấy hay các bạn cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Các bạn đăng ký kênh để và các bạn nhấn chuông nữa các bạn, khi mình ra video mới các bạn được nhận báo nha. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn.